đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thùy Tiên lập kỷ lục sau 7 tháng đăng quang. Cô Úc Miss Ren không hề thua kém đàn chị. Mới đây, trang Instagram cá nhân của Hoa hậu Thùy Tiên đã vượt mốc 600.000 người theo dõi và giúp cô trở thành Miss Ren có lượng người theo dõi lớn nhất trong số những người đẹp từng đăng quang ở cuộc thi này. Trong số những người đẹp đã từng đăng quang Miss Ren những năm qua, thì Miss Ren 2016, Ariska Puttipatiwi là người có lượng follow cao thứ hai với gần 500.000 người theo dõi tài khoản Instagram cá nhân. Những người đẹp đăng quang những năm gần đây bao gồm Miss Ren 2020, Abina Apia có gần 200.000 follow, Miss Ren 2019, Valentina Figuera có gần 300.000 follow, Miss Ren 2018, Maria Clara Sosa có gần 160.000 follow, Miss Ren 2017, Maria Jose Laura có hơn 142.000 follow. Với lượng người theo dõi vượt trội, có thể thấy Hoa hậu Thùy Tiên là một trong những Miss Ren có tầm ảnh hưởng nhất nhì trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế và nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ của đông đảo người hâm mộ trong nước và quốc tế. Hiện tại, Thùy Tiên đang có mặt tại Angola để tham gia chiến dịch từ thiện mang nước sạch cho người dân bản Yamba, Balundo, Huambo, Angola với mong muốn nâng cao đời sống cho tất cả các hộ dân đang sinh sống vùng đất này. Đăng quang Miss Ren International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021, Hoa hậu Thùy Tiên mang trên vai trọng trách to lớn cùng niềm tin của khán giả trong nước lẫn cả thế giới. Trong 7 tháng nhiệm kỳ vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên đã luôn tận dụng thời gian của mình để thực hiện những chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa. Chuyến thiện nguyện tại Angola lần này không đơn thuần là nhiệm vụ của một Hoa hậu Hòa bình quốc tế, mà còn là hình ảnh của con người Việt Nam với trái tim nhân hậu và tình yêu thương. Có thể nói, Thùy Tiên mang niềm tự hào của người con đất Việt đến với Angola, giúp làm đẹp hơn hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.